đêm nay nó cũng nâng ly lên uống giá dê dê dê. Nó ta cũng nâng ly chúc nhau hạnh phúc. Ông nội hai teo khốn nạn thiệt, tại vì ổng đâm chọt mà hai vợ chồng cãi lộn nhau. Tôi sẽ trả thù ông, có cơ hội tôi sẽ... mẹ cây, mẹ cây. Nội này suốt ngày sai với xỉn, sao cảm giác thiếu thiếu gì vậy ta? Cái điện thoại. Ủa cái vali mới đây đâu rồi trời? Ông nội này giả xỉn hả? Đừng có giả điên nha. Tôi đang không có vui trong người, đừng có chọc ghẹo tôi nha. Cái vali tôi đâu? Vali gì mà đừng có điên. Mẹ mới là cái người mà dám mẹ bảo hù tôi nãy giờ á. Mẹ ma gì? Ông nói ai là ma? Ông nói tôi là ma hả? Mẹ là mẹ chứ gì nữa. Ma cái gì? Cái vali tôi mới để đây tức thì vô lấy cái điện thoại. Cái vali đâu? Mẹ ly nào nữa, mẹ không quá, tôi không có nói chuyện với mẹ nữa. Nè nè nè, ông đừng có tưởng ông trả cái vali cho tôi. Mà che tôi giờ tôi ngủ như giờ tự tê đây. Trả cái vali cho tôi. Trả nổi này. Sao vậy chú hai? Hả? Tại sao mà chú nỡ lòng nào chú đối xử với tôi vậy chú hai? Ở trong cái nhà này tôi cũng đối xử tốt với chú quá mà. Tôi cũng tôn trọng chú quá mà. Sao chú năm lần bảy lượt chú tìm cách chú hại tôi hoài là sao vậy? Trời ơi, hại đâu hại. Đang giúp cho Hường đó chứ, chú đâu có hại Hường đâu. Chú giúp tôi hả? Chú giúp tôi thì sao? Hả? Chú phá hoại tôi hoài mà chú đó, chú giúp. Trời, phá hoại gì, làm vậy là để giúp đó. Tôi thấy thằng Thiên nó cũng dễ thương mà, nó thương Hường thiệt. Hường cũng có cảm tình với nó mà. Tôi muốn tác hợp hai người lại với nhau, chứ tôi đâu có ý gì đâu. Còn thôi, nếu mà nói tôi vậy á, là có nghĩa là tôi sống không có ra gì, đúng không? Thôi được rồi, tốt với mọi người, tốt với Hường mà còn bị chửi nữa. Thôi được rồi, từ đây về sau á, ai muốn làm gì đó làm, tôi không có xía vô nữa. Ai mà mất hạnh phúc cũng đừng đi than thở với tôi ha. Rồi thằng Thiên á, nó chịu hết nổi á, nó về nó cưới vợ khác ha, nó có gia đình hạnh phúc của nó. Rồi mấy người đơn độc, mấy người sống già, sống mòn, sống khổ thì mấy người đừng có lại đây mà than với tôi. Trời ơi, khóc mặt xấu quá nè. Xấu lắm hả? Nhưng mà trời buồn. Trời ơi, thôi được rồi. Buồn lắm. Thôi đừng buồn nữa, tôi biết rồi. Chuai, tôi hả? Xin lỗi chứ. Chuai. Gì á? Ừ. Nó nói ông nó dễ thương ghê luôn á. Ra chú hai xong rồi. Đây đây, cũng mới rút tiền ra. Giữ triệu tiền đi. Tiền gì? Mày bậy bạ tự nhiên đưa tiền tao mà vô duyên. Đi. Cái tiền gì? Ơ tiền gì tự nhiên à? Tiền chú canh Hường là giữ Hường giùm con đó, bộ con nói chú đó. Mày nói gì bậy bạ rồi mày? Có tiền vô mày nói bậy bạ, tao muốn giúp đi. Cho mày với Hường thôi. Trời ơi, hôm bữa con với chú hợp đồng với còn gì nữa. Hợp cái đâu mà ra mà hợp. Đây đây, thôi được rồi, con hiểu rồi. Này, bù nó thêm, bù nó thêm. Bù nó thêm ba tờ hả? Ba tờ. Chú nhận tiền của anh Thiên để canh chừng tôi đó hả? Không có rồi, anh nhờ chú. Chú giữ em chứ ngồi em bỏ trốn nữa thì sao? Nhờ chú, cảm ơn chú. Trời ơi, mày khùng quá, mày điên quá. Mày cất vô đi mà tao không có lấy tiền. Chú nhận đi. Không, tao nói gì. Làm gì Hường thôi, tao làm gì Hường thôi. Mày tụi mày điên quá. Chú không nhận cái ra, để con nhận cho. Ê, trời ơi, mày ngồi đây đi, để tao chạy theo nó. Trời, tiền công sức của tao mà. Tao hợp đồng với mày rõ ràng mà. Trời, thức miền đen mũi cắn cái bà nội. Chui vô trong cái bụi cây. Tao phải bị nó chửi nữa. Khiêng nguyên cái vali giữ Hường lại đây. Cực khổ quá mà, đúng không Hường? Đó, đó. Thấy chưa,
Vậy thì bây giờ chú ở đây chú giữ lại giùm con lần nữa nha. Giữ cho chặt nha, để con lấy tiền lên con về con bôn hết lên cho chú. Ê thằng kia mày lấy lại mày, đứng lại mày. Coi, đứng đây. Chú đói không chú? Nhắc mày nhớ. Có nhiều đồ ăn lắm, để mời chú ăn nha. Thôi có bánh để... mì à, bánh mì ở thôi. Pháp chú. Thôi thôi không ăn bánh mì Pháp đâu. Thôi bây giờ mình đi ăn bánh bò. Hỏi đi chú. Bánh bò. Có bánh bò luôn nha chú. Bánh bò bên Rumani về đó chú. Thôi không ăn bánh bò. Mình dân miền Tây. Mình đi mua bánh dừa mình ăn. Có bánh dừa luôn. Bánh dừa bánh Úc á chú. Ăn đi chú. Bánh dừa mà bánh Úc. Rảnh thì có vấn đề. Cái mặt này cũng gian lắm nghe. Tẩm thuốc mê vô đồ ăn hết rồi đúng không? Để cho tôi ăn vô tôi ngủ 3 ngày 3 đêm không biết trời trăng gì hết trơn. Để Hường á muốn tẩu thoát giờ nào là tẩu hả? Đừng có hòng. Bánh à? Đa nghi quá. Không, sao đa nghi được. Có bánh đây. Trời. Bánh Việt Nam thơm ngon lừng lẫy. Chú ơi. Nè nè nè. Chú đa nghi quá, cái lòng tốt người ta đối với chú. Đây những cái bánh này thật sự tôi mua ở các nước á, tôi về cho chú á, làm gì có thuốc mê. Thuốc mê là trong chai nước này nè, nó có thuốc mê nè. Trời ơi trời, không có ai mà bỏ thuốc mê vô mà tự đi khai vậy trơn. Dương Đông kích Tây đúng không? Trời ơi, cái này mới có thuốc mê, còn cái này là chắc chắn không có. Không có bày đặt nó có đúng không, hù người ta. Trời ơi, nếu có thuốc mê nó phải đổi màu chứ. Trời ơi, sao mà trong cái dây đâu vậy? Ghét, uống bỏ ghét. Uống hơi nhiều rồi đó. Nhiều cũng được, cũng cho chân. Rồi, uống đã quá bây giờ thông cổ rồi. Mình ăn bánh bông lan Việt Nam. Sao ăn trong mặt nước đầu nữa vậy? Ngốc. Trời ơi thích quá. Cuối cùng mà chị cũng đã thoát được cái nợ rồi. Bây giờ chị sẽ ung dung bước ra khỏi căn nhà này. Không còn ai có thể ngăn cản được bước chân của chị. Đúng vậy, đúng vậy. Chị đúng là quá giỏi luôn á. Nhưng mà chị ơi, em nói chị nghe nè. Em tính vậy nè. Bây giờ để tiện cho cái việc chị dọn đi vậy á, thì những cái đồ nào mà không cần thiết chị cho em đi. Được rồi, cảm ơn em đã hỗ trợ chị trong cái việc là chống đối lại tất cả những thành viên trong căn nhà này. Đặc biệt là cái sự quỷ quyệt mưu mô của ông Hai Teo. Em coi đi cái gì em thích chị cho em đó. Dạ. Ừ, chị chỉ lấy những cái thứ chị cần thôi. Dạ dạ. Đây 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 đây. Vui quá đi. La la la, ta được tự do rồi. Đây nè. À, cái này nè, cái này chị đem theo đi nè. À. Rồi. Này em cho em được nè. Không không, không không, mấy cái đồ đông được đây nè, cho em mấy cái này nè, cưng cưng nè nè. Tại chị có cái vali này đem đi thôi, không có đem đồ đi được. Nè, mấy cái nồi niêu son chảo á. Đem đi được nè. Không không, cái đầm này của chị bận mà. Không, trời ơi chị ơi, chị mặc cái này. Trời ơi em đó. Này nè, em qua em gom mấy cái đó, chị cho mấy em cái nồi, mấy cái nồi cũ đó chị cho em đó nha. Cái bằng ủi đó cũng hư rồi, cho em luôn đó. Thôi chị ơi, em không có lấy mấy cái đồ này đâu. Tại chị biết sao, chị dọn đến chỗ ở mới. Chị phải có mấy cái thứ này để chị sinh hoạt chứ. Giờ tự nhiên chị cho em rồi chị xài gì? Em nghĩ sao? Thôi. Thân gái một mình, thấy không? Thân gái dặm trường đường xá xa xôi, đã bỏ nhà đi mà còn đem theo tùm lum lỉnh kinh. Chị chỉ đem quần áo là chị đi đâu đi, miễn chị đẹp là được rồi em. Không, chị đem là phải được tất cả. Đi đi chị đi, đi. Đi em tính hợp lý hơn. Ở đưa đây tụi đem bỏ vô cô ơi. Để em đem mấy đồ này được rồi. Đây nè, đó em giữ mấy đồ này cho chị. Mấy cái này chị đi mà chị mang theo nó không có tiện. Em giữ mấy này cho. Dạ, dạ. Ờ, để đồ xuống của chị lại cho chị. Bà cái dù thơm nó mắc tiền. Ui da. Sao vậy? Bị gì vậy? Bị gì vậy? Đi đi. Ngốc. Sai rồi. Ngủ sai rồi. Nhưng mà công nhận cái bánh bông lan của cha nội này mua cũng hấp dẫn thơm ngon thiệt. Ăn miếng coi. Trứng muối, trứng muối.
Canh tôi hả cha nội? Có cái gì dễ vậy? Ngon thiệt. Cảm ơn nha ông hai. Ông hai tay ông. Trời ơi, tôi chết chị rồi. Chuyện gì vậy? Sao chị không đi đi? Lo gom mấy cái đồ này đi đi chứ. Đúng rồi em ơi, chị đã đánh giá thấp ông hai Teo rồi. Cuộc đời chị bế tắc rồi. Thì em đã nói là cái ông hai Teo ổng quỷ quyệt rồi mà. Nhưng mà chị phải quỷ quyệt hơn ổng là bây giờ chị phải tranh thủ cơ hội, chị đi liền đi. Chị đi không có được, chị ra không có nổi nữa. Trời ơi, chị đừng có nghĩ như vậy. Chị phải can đảm, chị phải mạnh mẽ lên. Chị phải nghĩ đến cái hạnh phúc nó đang chờ chị ở trước mắt kia kìa. Để mà chị cố lên, chị hiểu không? Thoát khỏi cái khổ hiện nay. Để không ai vậy ba. Trời ơi, hạnh phúc xa tầm tay rồi em ơi, đau quá. Sao vậy, chị ráng lên đi. Chị không có ráng được nữa, chị ráng rồi chị sẽ thành quá cố luôn em ơi. Cái gì vậy? Chị! Chị ơi, chị đi đi chứ chị. Sao không đi đi mà đi vô nhà vệ sinh vậy? Rồi xong. Vậy là bà không đi rồi. Tỏ mộng hôi của luôn rồi. Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, khó đâu. Không hiểu, đúng không? Khó hiểu, đúng không? Này yêu luôn đó. Nhưng mà chị ơi, 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 chị ơi,